Xin chào tất cả các bạn ở trên vùng miền Tổ quốc. Thì ngày hôm nay thì công ty Cầu Bịp làm cái video để giới thiệu với các bạn cái sản phẩm là kính áp tròng nhìn xuyên bài để giúp các bạn đi chơi môn bài lá bịp là hiệu quả chiến thắng 100%. Thì trước mặt các bạn đây là những cái mẫu kính áp tròng 9D của Mỹ để mình nhập khẩu trực tiếp phân phối ở Việt Nam. Đấy, thì cái sản phẩm này thì giúp các bạn đi chơi là nhìn bài là gần như bài ngửa luôn. Đấy. Khi các bạn nhìn như bài ngửa rồi thì không còn gì để nói là chơi sẽ tuyệt đối chiến thắng 100%. Đây thì mình sẽ cho các bạn xem cái kính này. Đây là kính Mỹ này, 9D này. Đấy, USA này. Đấy. Các bạn nhìn rõ chưa? Cái này mình nhập khẩu trực tiếp, phân phối trực tiếp ở Việt Nam. Đấy thì mình có hai trụ sở, một là các bạn qua trực tiếp Hà Nội và Sài Gòn, các bạn điện thoại cho mình cái số tổng đài trên màn hình để mình tư vấn các bạn qua trực tiếp. Mình tư vấn để các bạn mua hàng, làm sao về các bạn có đồ các bạn chơi bịp hiệu quả nhất. Đây, đây cấu tạo kính này. Sẽ bao gồm một cái lọ để mà bảo quản cái kính này, đựng cái kính áp tròng này. Và cây đeo. Cây đeo này giúp các bạn đeo vào mắt, nó dễ dàng hơn. Đây, và cái này thì các bạn để mà phụ kiện các bạn đi chơi, các bạn đi xa các bạn đựng cái kính vào. Thì về cấu tạo của cái kính này thì nó không có gì cả, nó rất đơn giản thôi. Này, nó rất đơn giản. Đây là cái lớp mà tròng này được đựng trong này. Mình sẽ lấy cho bạn xem nhé. Khi bạn lấy kính từ cái lọ ra, bạn dùng lên dùng tăm bông để tránh làm xước kính. Đấy. Với cái kính này được thiết kế từ một cái lớp lụa silicone rất là mềm luôn, đeo vào mắt là êm luôn. Và nhìn bài là siêu nét. Cũng có nhiều bạn đặt câu hỏi cái màu tím này thì đeo mắt liệu có người đối diện có nhìn không. Mình khẳng định luôn là khi đeo vào mắt là trùng với màu mắt luôn. Cái kính này mình bảo hành cho bạn 1 năm, đeo 1 năm. Đấy, có những có bạn những bạn mua kính như mình 3 năm nay vẫn dùng ok, vẫn mua bài bình thường. Có một lưu ý khi các bạn sử dụng kính này, các bạn phải kèm theo bài của nó thì các bạn mới nhìn được, còn bài ở ngoài là không thể nhìn được. Bên mình sẽ bán kèm cho các bạn bài. Đấy, để kèm một đỡ phải nhiều bạn thắc mắc về kính này. Thì khi các bạn đeo không đeo kính áp tròng thì một cái bộ bài thì nó lại như bình thường như này thôi. Đấy. Như bình thường như này. Đây mình sẽ đặt ở đây. Nhưng khi các bạn đeo kính áp tròng vào, đây thì mình sẽ khi bạn đeo kính áp tròng vào thì mình các bạn nhìn thấy số trên mặt lưng bài. Đây là cái kính thử, mình sẽ đeo vào cái mắt camera mình thử cho bạn nhìn kính nhìn bài như nào. Đấy thì cái kính thử khi bạn đeo vào cái mắt camera thì chắc chắn nó sẽ không được nét bằng cái mắt thường khi bạn đeo kính áp tròng rồi. Đây thì khi đeo kính thì nó sẽ màu như thế này. Đấy và nhập bài này, khi bạn đeo kính thì các bạn nhìn thấy bài nó sẽ như thế này này. Đấy bạn nhìn nhá, rất là rõ nét. Đây là con cà này. Đấy. Cái này nó có thể phân biệt cả chất luôn nhé. Là con quy này. Mình sẽ lấy các bạn từng con này, quy này, gì này. Con 10 nó sẽ làm dấu cộng để mà các bạn phân biệt cái móc chìa khóa nhé. Để con 10 là dấu cộng này. Cái móc chìa khóa là con 9 này. Đấy mình sẽ lấy từng con này. 7 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này. Khi các bạn chơi bài nhìn như bài ngửa các bạn liệu có thắng không? Đấy câu hỏi đơn giản thôi. 2 này. Áp này. Đấy. Các bạn nhìn này, cái này nó phân biệt cả chất luôn các bạn nha. Này thì đây là với cái bài xanh 2K không nghĩa là 1. Đấy bên mình sẽ chuyển sang cái bài khác, đó là cái bài rồng đỏ đi. Đây cái bài rồng đỏ này, các bạn ở vùng miền các bạn chơi bài gì là mình đều có nhá, tất cả vùng miền thôi. Này các bạn nhìn này, đây cái bài rồng đỏ này, K này, đấy, Q này, G này, các bạn nhìn rõ nét chưa, chơi như bài ngửa luôn này. Đấy, con 9 nó móc chìa khóa này, con 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, hát này. Đây là rồng đỏ các bạn này. Đây, mình sẽ cho bạn xem đây rồng đỏ nhá. Bỏ kính đây. Rồng đỏ nhá. Thì cho bạn xem được cái bài kim cương đấy nhá. Đây là bài kim cương. Đây. Đấy thì các bạn đeo kính vào là sẽ nhìn bài như vậy. Rất là đơn giản ở đây, như bài ngửa này, con 2 này, 3 này. Đấy, nhìn thấy chưa? 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, Z này, QK này. Cái này nhìn chất, đánh vô chất này, nhìn này, đây chỗ này là chất này. Đấy. Đấy các bạn khi chơi các bạn nhìn như bài ngược này thì rất là ok trong các môn bài rồi. Đấy thì mình có hai trụ sở. Một là Hà Nội, hai là Sài Gòn. Các bạn có thể qua trực tiếp để test hàng, để mua hàng được những sản phẩm chính hãng và giá tốt nhất. Về nói về trong cái ngành phân phối về cọc bịp này, đồ này thì mình cũng luôn tự hào luôn. Bên mình là những cái một cái công ty phân phối lớn ở Việt Nam. Thì các bạn muốn mua được hàng chính hãng và giá rẻ thì bạn qua trực tiếp cửa hàng để test hàng nhá.
trụ sở Hà Nội và Sài Gòn. Thì video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu các bạn về cái sản phẩm đó là máy đánh bài mang vạch, một trong những sản phẩm cao cấp mà bên mình đang phân phối. Xin chào tất cả các bạn, ngày nay thì công ty máy bài bịp CVK Việt Nam làm một cái video để giới thiệu để các bạn cái dòng máy đánh bài mới ra mắt của hãng. Đầu tiên tôi giới thiệu cho các bạn con máy đánh bài CAC700 đấy, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 này. CVK900 được ngụy trang là một chiếc iPhone 13 này, rất là đẹp luôn. Đấy, thiết kế cực đẹp luôn. iPhone 13 Pro nhé. Và CVK680S đấy, ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 này. Và một con máy đánh bài cũng CVK được ngụy trang là một chiếc Samsung. Tôi sẽ đi vào tôi test cho các bạn cái tốc độ báo bài của từng con máy xem như nào nhé. Đầu tiên tôi sẽ test cho các bạn con máy đánh bài CAC700 này. Tôi sẽ chơi môn liêng nhé. Cái máy này thì chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam như ba cây, liêng, sâm phẩm, chẵn ngoài Bắc này. Đấy, trên trong miền Nam thì bài cào, bình sập sám, biến độ, gò hờn ngâm lá, bình. Thế đây là cái giao diện của máy này. Đấy, giao diện iPhone. Mỗi một cái máy này nó sẽ có cái mật khẩu riêng để các bạn vào đăng nhập vào. Đấy, trò chơi tốt trong này. Tôi sẽ đánh các bạn môn liêng để các bạn thấy được tốc độ báo bài. Có bạn muốn xem cái chi tiết về máy hơn, về gần quay gần hơn thì tôi sẽ gửi qua Zalo cho. Về hình ảnh máy cũng như là về cái video chi tiết hơn. Đây tôi test nó sẽ hơi xa thì các bạn sẽ hơi khó nhìn một tí. Tôi chơi môn liêng mà tôi để là 4 người chơi. Đây cho bạn xem tốc độ báo bài của nó này. Đây. Cái chiều camera của nó là các bạn đặt cái này nhá. Đây tôi sẽ đọc quay lại cái chiều camera để một quay vào bài. Đây. Đấy, cắt đi này. Đấy, rất nhanh luôn. 4 người chơi. Máy báo 4. Đây một liêng nhá. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 à đây, 1 2 3 4 này. Đây 4 số 4 này 9 điểm này. Đấy, báo là chuẩn xác 100%, không có chuyện sai được nhá. Riêng máy báo là chỉ có chuẩn xác 100% thôi. Đấy, những nào lại không qua được 9 điểm. Đấy. Đây. Đây tôi sẽ tăng ngủ ở chơi lên tôi kết các bạn này. Đấy các bạn bấm tăng là các bạn bấm lượng âm lượng. Bài để ngang dọc không quan trọng thì 1 2 này. 3 4 5 này. Máy 33 là chắc chắn nó 3 lớn nhất rồi. Đấy, 1 2 3 3 là 9 điểm này. Đấy. Những nhà còn lại không qua rồi. Bây tôi sẽ chuyển sang môn bài binh sáu lá của miền Nam. Hay còn gọi là binh miền Lộ. Test cho bạn cái máy bài CAC700 này. Các bạn chuyển môn chơi thì mất khoảng tầm 3 giây thôi. Đây, tôi sẽ để chế độ là 4 người chơi và bạn vất báo một nhà lớn nhất nhé. Đây. Đặt này, đặt là báo này. Cắt này. Đấy. Bình lớn độ này. Máy 34 là 4 lớn nhất. Đấy, 98 luôn rồi này. Đây. 98 này. Đấy. Đây là bình Ấn Độ hay còn gọi là ba cái đôi đấy. Những nhà còn lại chắc chắn không thể qua nhà này rồi. Đấy, 98 là ok rồi. Một điều chắc chắn là không thể qua được. Đấy, tôi sẽ test qua các bạn như thế. Từng cái dòng máy để các bạn thấy được hiệu quả của nó nhé. Tiếp theo là tôi sẽ test đến con máy nhé. CVK900. Đây, iPhone 13 Pro Max. Tôi sẽ test cái môn liêng nhé.
Khi các bạn chơi thì nó sẽ có một cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ. Thì đây, đây là cái tai nghe của nó này. Đây, máy đây. Đây, đây là cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ này. Cho các bạn xem này, nó sẽ báo cái tai nghe này. Đấy, rất là nhỏ luôn, các bạn cho vào trong sâu tai luôn. Đây, đi đến tốc độ báo bài con máy bài CVK 900, tôi để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất môn bài liêng. Nhà số 3 sẽ là nhà lớn nhất. 1, 2, 3, các bạn nhìn này, nhà 39 điểm rồi này. Đây, đây báo rất nhanh luôn nha. Đây là con máy bài CVK 900 này, các bạn thấy tốc độ của bài nó rất là ok luôn. Tiếp theo là con máy bài CVK 680S. Đây, đây là con máy bài CVK 680S này, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8. Về giao diện các bạn có thể gọi điện nó như một chiếc iPhone bình thường này đấy. Tôi sẽ đánh các bạn môn bài liêng nhé. Đấy, 5 người chơi tôi để chế độ làm báo hai nhà lớn nhất môn liêng. Đấy, bài báo 1-3, 5 người chơi. Tôi cài đặt lại này. Nghe máy để được 6 người chơi, mình chia 5 người. Đây, máy báo 1-5. 1-5 này, 1 là 9 điểm này. Đấy, 2, 3, 4, 5 này, 5 này, nhà số 5 này là 7 điểm này. Đấy, nhà số 5 là lớn gì này, đến những nhà này thì chỉ có 3 đến 4 điểm thôi. Đây, nhà 5 này. Đấy, máy báo là chuẩn xác 100% luôn. Đây, nhà này 1 điểm.